Xin mến chào các chị của bài Emmy. Sắp mở lễ hội rồi mà các chị đã chuẩn bị gì để mặc nào? Vậy thì hãy đến Emmy thôi. Emmy sẽ giới thiệu cho các chị những chương trình đảm bá vô cùng đặc biệt. Đầu tiên là chương trình mua 2 tặng 1. Khi các chị mua 2 sản phẩm giá gốc thì các chị sẽ được tặng một sản phẩm giá 199.000 ở ngay đây. Ví dụ như chiếc đầm hoa này sẽ rất phù hợp cho những dịp mình đi dã ngoại, đi biển hoặc là đi tụ tập bạn bè những ngày cuối tuần. Còn mẫu đầm hoa này thì rất là thanh lịch, phù hợp với những quý cô công sở đúng không? Tiếp theo đó là chương trình thứ hai. Tất cả các sản phẩm đều sẽ đồng giá 199 và 299.000. Các bạn cùng đi với vé em đi nhé. Và điều đặc biệt cuối cùng em đi muốn gửi tới tất cả các chị đó chính là ưu đãi 149k chỉ cho 50 khách hàng đầu tiên đến sớm nhất vào 9 giờ sáng mỗi ngày từ ngày 10 tháng 4 đến ngày 14 tháng 4. Nhanh chân lên thôi, hãy đến vé em đi tại địa chỉ 454 Bị Văn Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú nhé.